Mình sẽ làm viết bảng cộng trừ với số 0 nhá. Rồi, trong phạm vi 10 thôi. Viết đi. Cộng cộng một à? Nói to lên. Nói to lên chứ không thì chẳng nghe. Ấy. Con phải viết đúng chứ, không có gạch ngang ở dưới, ai lại đi gạch giữa như thế hả? Thì con gạch ngang thế, gạch bên kia luôn. Đấy. Đấy, đúng rồi. Lông không. Sao lại chữ to chữ bé thế? Rồi. Rồi, 5 cộng 2 bằng 2. Đọc to lên tí nè. Đừng có to quá. Con ghi ngoáy như thế không được, ghi lại. Đấy. Rồi, đã hết một cột rồi, bắt đầu cái cột trừ. Đó là cột trừ trong phạm vi không luôn. Một trừ không. Một trừ không bằng một. Rồi. Hai trừ không bằng hai. Ba trừ ba. Vậy vậy à, tưởng là ba à, chưa già mà đã lẫn rồi nhờ. Đấy, chưa già mà đã lẫn. Bốn trừ không bằng bốn. Năm trừ không bằng năm. Sáu trừ không bằng sáu. Bảy trừ không bằng bảy. Tám trừ không bằng tám. Chín trừ không bằng chín. Mười trừ không bằng mười. Rồi, cái cột sao? Một Cột cuối cùng. trừ một À. bằng Đấy. Cột không. này là kết quả ra không hết đúng không? Tám. Ờ. Hai trừ hai bằng không. Ba. Ê. Gà quá. Trừ ba đỡ đúng rồi. Bằng không bốn trừ bốn bằng không. Năm trừ không Ê, bằng bị nhầm rồi, bị nhầm rồi. Để cái nó tách ra, tách riêng các cột ra. Để đấy, đấy. cột. Đọc lại. 5 trừ 5 bằng Đúng 0. rồi. 6 trừ 0. Ấy. Đúng rồi, như thế, đúng rồi. Vòng vào thành số 6. Đúng không? Đó. Nào, không đùa. Sao
6 thì ghi giống như số 0 ấy hả? 6 trừ 6 bằng 0. 7 trừ 7 bằng 0. 8 trừ 0 là 8 trừ bằng 0. Đọc lại đi. 8 trừ 8 bằng 0. 8 trừ 8 bằng 0. 9 trừ 9 bằng 0. Rồi. 10 trừ 10 bằng 0. Rồi, hoàn thành. Đây là bạn cộng trừ với số 0. Ở trong phạm vi 10 đó nha. Rồi. Không hiểu à? Để mẹ đưa ra sao nào. Rồi, con đi ra nào để nhìn đây. Bạn cộng trừ 10. Chứ mẹ tính không hiểu đâu mẹ. Rồi. Chào Lâm nha. Bye bye Lâm nha.